Vị tướng già luôn nhận trách nhiệm về mình, dù không hề có lỗi, dù những gì ông làm đã trở thành lịch sử. Nhanh lên các con ơi, còn về ăn cơm, đói lắm rồi. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nói to với các học trò trên đường tiến ra bục nhận huy chương ở Volodok Teco sau trận chung kết SEA Games 32. Lúc đó đã gần 10 giờ tối và chiến lược gia 73 tuổi, không khác gì một người cha, lo lắng cho đàn con. Những cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến đấu trong một ngày dài dưới thời tiết oi bức đến ngạt thở ở Phnom Penh. Họ đã thấm mệt, đói nữa, ông biết. Trong quá trình tìm hiểu về sức mạnh đội tuyển nữ Việt Nam, rằng điều gì khiến họ liên tục tạo ra kỳ tích, tôi nhận ra huấn luyện viên Mai Đức Chung chính là một trong những câu trả lời. Suốt nhiều năm, người tướng già tận tụy vẫn bền bỉ bám trận địa, nơi trước đây và bây giờ đều ít ai muốn vào. Từ những ngày đại dịch hoành hành ở Ấn Độ đến nắng cháy Campuchia và mưa rét ở New Zealand, ông vẫn đứng đó với mái đầu bạc. Huấn luyện viên Mai Đức Chung từng chia sẻ là một vị tướng ở trên sân, dù nắng dù mưa cũng phải chịu khổ cùng học trò. Suốt các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, ông luôn đứng trên đường pitch bất kể mưa nắng hay giá lạnh như ở World Cup 2023. Bên trong, các tuyển thủ thi đấu vì bản thân, vì đất nước, người hâm mộ và cả vì ông. Họ sợ bị bác la, đồng thời không muốn thầy thất vọng. Trong cuộc nói chuyện cách đây ít lâu, tôi đã đề cập đến mức độ kỳ vọng luôn lớn lên theo thành tích và người hâm mộ thường đòi hỏi kết quả tốt, mặc kệ điều đó là bất khả thi. Gần 3 thập kỷ trên cương vị huấn luyện viên Mai Đức Chung hiểu quá rõ. Nhưng ông chấp nhận thử thách, là một người luôn trăn trở với bóng đá nữ Việt Nam, ông co.